Đó, quá đẳng cấp. Quá trời, cái mối đẹp. Nhiêu rồi? 3,4 rồi. Rồi khách tới tiếp tục. Các bạn thấy không? Khách là chỉ cần tấp vô lề, chạy lên lề. Đây, khách tới luôn các bạn. Này 120, 101. 601 rồi một. Rất nhiều, một giỏ. Quá trời. Nhiều. Ăn bao nhiêu? Quá đã luôn. Địa chỉ Vựa Sầu Riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Cái tiền công này, công nhiều kìa. Báo mua tại chỗ, bao thành muối cho bạn luôn. Yên tâm. À, mình xong nơi rồi. Ủa nhiều hả? Cái này ký rưỡi à? 3,1 à? Phải ký trở lên đấy. Không làm sao ký cái này không biết. Bỏ lên cân là biết liền. Ôi, có 1,8 kg. Trời được 2 kg. Đấy kìa. Mình nghèo. Nó hơi méo méo vô. Nó cơm ngon không? Cơm béo mình cơm ngon. Cơm ngon. Tao mua cho. Thôi rồi lấy chỗ này đi. Cái này nghèo lấy chỗ này đi. Hết thôi chứ nghèo là cao nghèo. Họ mua nha. Người thích cái tròn, người thích cái dẹp của sao đó. Dẹp cơm ngon. Theo thấy mấy người chia sẻ là hơi dẹp hơi méo méo nhẹ chút xíu là nó ngon nhất á. Rất là lép, rất là ngon. Đòn là cơm bị sụn nhiều lắm. Nó thiệt chứ. Đấy cái dính mặt muối. Càng ấy còn ngon mà. Đó, khách tới luôn. Nhiêu ký 8 là nhiêu tiền? Cái lửa thằng trái nhỏ nhỏ nữa đi, nó ký 8 là nhiêu tiền? Ăn gì à? Gì ăn không đủ chạy qua. Biết không, mới sầu riêng á. 1 ký hả? 1 ký thì là 8 x 15 là 88. 200. 200 gì đấy. Còn cái. Trừ đi, trừ 200 g đi. Cảm ơn. Anh không quên nó, anh tâm lên nè, nó phải ảnh xuống. Ủa, lại 50.000 nha các bạn nè, đâu rồi. Lựa cho khách bên kia kìa chuột. Rồi, khách tới luôn. Tốt chưa, vui đâu không? Đi ra đây. Cái 6 à? Dạ. Dạ đúng rồi. Vô 10 anh. Đúng rồi, cái này nó 10 là nó nóng lắm. Nói chung Google là nóng à. Quay chút xíu là tầm 20-30 phút là nó sẽ tự tắt luôn. Cái này là cái cây nào cũng sạc. Đúng rồi, đúng rồi. Vui không? Đó, 3,3 triệu. 3,3 triệu. Đó, khách tới ngoài nữa các bạn. Đó. Lắp bu ly thiệt á, không bu cho. Báo ứ ào mà trời ơi. đây hả? Đây ở đây mấy chục năm rồi. Có uy tín. 300.000 cái này nè. Cái nào đây? Cô luôn. Mình hai cái ta. Tí chỗ khôi mà không. Không kèm gãy luôn tay luôn các bạn. 336. 336 cô luôn á. Cái 6 110 120 lại. Xếp lên, xếp lên. Ri trong mẫu phải trong hai. Có mà chắc nào quen cả, nhưng mà phải đi muốn nhiều hơn xíu. Phải này mua rồi. Đây là không? Bao xử lý nó lạ. 330 đúng không? 330. Rồi, thôi luôn. Ok. Rồi cho anh luôn không lấy. Rồi 2 kg 3. 276 ngàn. Sao rẻ của luôn gì? 270 được. Nhưng mà con thôi không thấy đâu nha. Đừng đấu dễ được không? Đừng dễ được không? Được ăn luôn á. Gì đấy hành nào? Đấy không chị? 27 à? 80 rồi. Đồ gì tiếp đi muốn quá trời luôn á. Chị lựa nó kia muối, chị không muối, nó bẻ muối nè. Chọn mày muối, nó méo muối, nó gồm lại kia đó. Cái này sáu học luôn nè. 27 các bạn. Tại số này giòn không? Đúng chưa? Nó giòn. Lâu nó không biết là mua ngày nào luôn. Tự nhiên chúng đặc biệt mà nó qua ngày mới tất dữ á. Rồi trong mấy năm rồi còn. Cái nào được hết hả? Quá trời đẹp cũng có cái nào. Địa chỉ Vựa Sầu Riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đó. Các bạn thấy tí chuột khui một phát một hơi 5 vỏ. 246 vỏ luôn các bạn. 2 4 5. 5 vỏ đầy rồi dùng dưới bên kia nửa vỏ nữa các bạn. Chị ơi. Lấy sầu ri đồng lái đây. Ri hay sao? Hay hả? Hả? Ri hay sao? Cho biết em. Cái giá hợp nhất là 110, còn phải là muốn nhiều hơn chị. Nó 120.000 thái. Thái ngon hơn không? Thái đi. Có nhiều hơn. Các bạn. 350 được cái ngon. Đó, khách chạy xe đạp tới mô luôn, đi tập thể dục về luôn. Trái to chuột. Ở xíu gì đấy? Ở trái này múa dài luôn à. Đây các bạn. Múa nhiều luôn nè. Múa cái múa. Múa chân chính nè. Cui luôn, đụng đâu cui đó luôn à. Ok. Đó, khách lên tới luôn. Từ xa đó các bạn. Lấy chân thái. 3-4 kg. Cái nó lớn trên nó mấy cái buồn mình có không? 3 hộp đầy luôn. Đây còn đây nữa các bạn nhìn xem. Vỏ mỏng bằng cái hộp nó sâu nè các bạn. ở đấy em luôn. Này, còn một nhiêu? 459 à? Tỉnh sao mà ai sao hết đi. Bây giờ còn vô mình lớn à? Chắc mới được. Rồi xong rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Một người. Rồi tới chị gái bên kia. Xong rồi tới anh trai sau lưng. Cô luôn chị nha. Cô chị 3,9 nè, 4,7 nè. Các bạn học sâu lắm các bạn. Nhìn này. Còn đây còn lớn bịch trắng có 2 bịch. Còn này đủ. Trái lớn là 2 bịch. Có bịch trắng nè. Kia nhiêu anh? Đi 110 là 1. Có 280. Cái còn 24 nhiều. Đồ kìa. Một trái cho anh trai. Cái này là biết rồi nha. Rồi 34 à. Mua nha. Đó. Quá đẳng cấp. Lớn chắc hay không. Quên nó dốc lắm. Quá trời cái mối đẹp. Nhiêu anh? 34 rồi. Anh sửa là 441 anh. Đầy quá các bạn. Đó thả được. Hàng lép nào? Cái đầu lép anh trai. Lớn không? Cái đầu lớn không? Đây. Trên đường Trường Chinh mình nè các bạn. Sài Gòn về đêm. Màu lạ lắm. Cái nào không được, để nó này không hả? Sao không biết? Mình biết hả? Đó, rồi chín rồi đó. Ừ. Nó lục này rồi. Rồi, 24. Đó, nó bong này. Vui luôn đó. Có vui đâu. Vui luôn à. Ok, vui luôn. Qua đây. Ai à? Không. Bên à? Hả? Ok, tranh thủ. Tí chuột khui sầu riêng ướt lưng luôn à. Chú lâu lên khám bệnh, lên ngày mọc hết bệnh luôn. xong các bạn. Chú là ba của Trần Dân nha các bạn, ở quê lên Sài Gòn vừa đi chơi vừa đi khám bệnh nha các bạn. Chú ra đây chị ngồi chơi xong khách bữa nay quá trời rồi nè. Cho các bạn này, xem sầu riêng khui nè, đỉnh chưa.